Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Lào Cai ngày mới hôm nay. Chúc các bạn khởi đầu ngày mới nhiều niềm vui và thành công. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được bắt đầu ngày mới với những tin tức sự kiện đáng chú ý. Những tin chính có trong mục chuyển động ngày mới: nhiều tổ chức cá nhân hướng về vùng cao tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em. Quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều đối tượng hành khách được miễn giảm vé khi đi tàu. Còn một tuần nữa mới đến Tết Trung Thu, vậy nhưng trong thời gian này đã có nhiều tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hướng về các địa phương vùng cao với nhiều phần quà cả vật chất và tinh thần. Tại xã Xín Tráng, huyện Simacai, với sự phối hợp của tập đoàn AMV Group, công ty môi trường công nghiệp Hoàng Yến, công ty bảo hiểm quân đội MIC Lào Cai, nhóm nghệ sĩ Hà Nội và các nhà hảo tâm khác, hơn 2.000 học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh lần đầu tiên được tham dự một đêm hội quy mô hoành tráng mang chủ đề Tết Trung Thu kết nối yêu thương. Vừa vui liên hoan văn nghệ, vừa phá cỗ Trung Thu đầy áp món quà tinh thần, học sinh các nhà trường trên địa bàn xã Xín Tráng và Thảo Chư Phìn của huyện Simacai còn được trao tặng nhiều phần quà là những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống, sinh hoạt của các em như là chăn bông, quần áo, ủng, giày dép, nồi cơm điện, tập thể, vân vân, với tổng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa giúp thầy trò các nhà trường vùng cao còn nhiều khó khăn như Thảo Chư Phìn và Xín Tráng của huyện Simacai có thêm động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019. Chi đoàn Công an huyện Sapa phối hợp với Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần Công an tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình tình nguyện nâng bước em tới trường tại điểm trường Mầm non đội 9 xã San Xả Hồ. Với tinh thần xung kích, hơn 60 đoàn viên thanh niên đã tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng gồm cát, đá, gạch, xi măng để đổ sân bê tông nhà trường. Tại chương trình, chi đoàn Công an huyện Sapa và Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần Công an tỉnh Lào Cai đã trao tặng cho nhà trường và các em học sinh 200 kg gạo, 30 chăn ấm, 30 thùng mì tôm, 30 bộ quần áo cho trẻ em cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Hoạt động tình nguyện này đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các thầy cô giáo, các em học sinh nơi đây, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân luôn sẵn sàng xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. So với chuẩn nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh Lào Cai đã có 51 trên 143 xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Dự kiến hết năm 2018, số xã đạt chuẩn tiêu chí này sẽ đạt con số 68. Qua 2 năm 2016-2017, hệ thống cơ sở vật chất văn hóa được tỉnh Lào Cai quan tâm đầu tư. Cụ thể đã xây dựng được 5 nhà văn hóa xã, 12 khu thể thao xã, xây dựng mới và nâng cấp 232 nhà văn hóa thôn bản, đầu tư mua thiết bị cho hơn 145 nhà văn hóa xã, thôn bản. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 61 trên 143 xã có nhà văn hóa, 65 trên 143 xã có 100% số thôn có nhà văn hóa sinh hoạt. Dự kiến năm 2018 tiếp tục xây dựng mới được 9 nhà văn hóa xã, 8 khu thể thao xã, xây dựng mới 100 nhà văn hóa thôn, nâng cấp sửa chữa 19 nhà văn hóa thôn, cấp trang thiết bị cho 18 nhà văn hóa xã, 142 nhà văn hóa thôn. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã xây dựng hoàn thành 11 nhà văn hóa thôn. Ngành đường sắt dự kiến bắt đầu bán vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 cho tất cả tập thể và cá nhân từ ngày 1 tháng 10. Các đối tượng chính sách vẫn được hưởng chế độ giảm giá vé. Cụ thể, những người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa ngày 18 tháng 9 năm 1945 và mẹ Việt Nam anh hùng được giảm 90% giá vé tàu, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được giảm 30% giá vé. Người từ 60 tuổi trở lên được giảm 15% giá vé. Tuy nhiên, việc giảm giá vé chỉ áp dụng với các cá nhân mua vé. Tại huyện Bát Sát, Bưu điện tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị chi trả quyền lợi bảo hiểm và giới thiệu sản phẩm bảo hiểm bưu điện tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát. Bà Đặng Thị Hoa, thôn Phố Mới 1, xã Trịnh Tường tham gia bảo hiểm nhân thọ bưu điện từ tháng 7 năm 2017 với số tiền là 7 triệu đồng trên năm. Đến tháng 6 năm 2018, chị không may bị căn bệnh hiểm nghèo suy thận. Chị đã được bưu điện hoàn thiện hồ sơ và chi trả quyền lợi bảo hiểm, ban đầu với mức là 100 triệu đồng. Số tiền này là một khoản tài chính giúp chị Hoa chữa trị căn bệnh. Tôi tham gia bảo hiểm với mục đích là để tiết kiệm. Bảo hiểm không may một thời gian ngắn thì tôi bị mắc căn bệnh hiểm nghèo và tôi đã được hỗ trợ lần đầu là được 100 triệu đồng chẵn.
Thì tôi cảm ơn tất cả các nhân viên bưu điện đã trợ giúp cho tôi số tiền về để chữa bệnh của mình. Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh Lào Cai đã tổ chức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bưu điện, các mức đóng bảo hiểm cũng như quyền lợi của người tham gia đóng bảo hiểm. Hiểu được ý nghĩa và lợi ích khi tham gia bảo hiểm, tại hội nghị đã có 24 người tham gia đóng bảo hiểm nhân thọ bưu điện với số tiền từ 6 triệu đến 10 triệu đồng trên năm. Tiếp theo chương trình, trong mục ống kính góc rộng, nhiều giải pháp để chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào hiệu quả ở các địa phương. Người cán bộ mặt trận cơ sở nhiệt tình với công việc sẽ có trong mục nét đẹp cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm mà làm thay đổi diện mạo của nông thôn cho phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để thực hiện thành công chủ trương đó thì nhân tố con người với sự chủ động sáng tạo đóng một vai trò rất là quan trọng. Vâng, tại các địa phương vùng cao của Lào Cai, mặc dù đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vài năm trở lại đây, với sự đồng thuận cao trong nhân dân đã đưa xây dựng nông thôn mới trở thành một phong trào thật sự sôi nổi, ghi nhận tại xã vùng cao Nấm Lư, huyện Mường Khương. Hiến đất để xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào tại nhiều địa phương của Lào Cai. Tuy nhiên, việc một gia đình nông dân nghèo hiến cả nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn lại là câu chuyện khiến người dân thôn Ngam Lâm, xã Nấm Lư hết sức khâm phục. Kể từ khi con đường mới được hình thành, giao thông đi lại, việc vận chuyển nông sản trong mùa gặt tại Ngam Lâm đã thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi thấy đất thì cũng rất là quý, nhưng mà con đường đi lại thì cũng cần cho bà con, thì tôi bàn bạc với gia đình thì tôi tình nguyện hiến đất cho bà con đi lại để thuận tiện hơn. Tôi thấy là việc vận chuyển nông sản với lại vận chuyển các thứ thì thuận tiện hơn. Tôi tin là con đường này sẽ giúp ích cho bà con trong thôn. Không chỉ sẵn sàng hiến công, hiến của cho xây dựng nông thôn mới, bà con thôn Ngam Lâm cũng hết sức chủ động trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Mấy năm trở lại đây, cây lúa xén củ bén rễ tại Ngam Lâm cho những vụ mùa thắng lợi đã làm cho cuộc sống nơi đây không ngừng khởi sắc. Bán có xén củ bán không khổ, đủ ăn nữa. Để có được sự đồng thuận của đại đa số người dân, bên cạnh việc tuyên truyền vận động thì vai trò của những người đứng đầu thôn bản đã được phát huy một cách tích cực. Trưởng thôn Ngam Lâm Vàng Văn Minh luôn là người đi trước, làm trước, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế. Phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng là một giải pháp hiệu quả mà xã Nấm Lư đang thực hiện để tạo niềm tin trong nhân dân, huy động người dân chủ động tích cực thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Trước tiên ấy, từ năm 2015 thì ở thôn tôi cũng có vận động để xây dựng nông thôn mới, hiến đất. Thì trong khi đó đường một cái tuyến nội thôn ấy thì nhà tôi cũng tự hiến đầu tiên, mà di rời như là chuồng lợn, chuồng ngựa ra để lấy mặt bằng của tuyến đường. Thì về sau dần dần thì cũng bà con thấy cái lợi của thôn thì nó có vướng một hai cây gỗ gì đấy thì người ta cũng đồng tình cho mình phá đi để mở một tuyến đường nội thôn. Qua cái nội dung tuyên truyền vận động người dân thì bước đầu chúng tôi cũng còn gặp khó khăn, nhưng mà dần dần chúng tôi tuyên truyền và người dân cũng đã hưởng ứng nhiệt tình trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới này. Và đặc biệt là tại thôn Ngam Lâm, xã Nấm Lư thì đã có rất nhiều những cái hộ dân tham gia để hiến đất làm đường giao xây dựng giao thông nông thôn. Đấy, như các đồng chí đã biết và các đồng chí đã đi thực tế thì có hộ gia đình thì đã hiến rất là nhiều đất, trên 2.000 mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, và bên cạnh đó thì cũng tiếp tục là hiến đất để làm đường ra khu vực sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân trong thôn nói chung và cũng là nâng cao cái thu nhập cho toàn xã. Tới thời điểm này, xã Nấm Lư vẫn còn nhiều tiêu chí nông thôn mới chưa đạt được, trong đó có không ít tiêu chí khó. Tuy nhiên, sự chủ động tích cực của những người nông dân, chủ thể xây dựng nông thôn mới chính là động lực mạnh mẽ nhất để địa phương này vững tin đạt được kết quả xây dựng nông thôn mới đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tại các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xuất hiện nhiều cán bộ mặt trận tiêu biểu. Họ là những tấm gương sáng trong phong trào vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong mục nét đẹp Lào Cai hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một tấm gương nữ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở tiêu biểu ở thôn Tòng Sành 1, xã Cốc San, huyện Bát Sát. Bà là một người tận tụy, gương mẫu, giàu lòng nhiệt huyết trong công việc. Hơn 10 năm tham gia làm công tác mặt trận, bà Nguyễn Thị Hiếu đã có nhiều đóng góp trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tinh thần đoàn kết, thôn, xóm được nhân dân tin yêu, quý trọng. Nội dung này cũng sẽ khép lại chương trình Lào Cai ngày mới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Với cương vị là trưởng ban công tác mặt trận Tổ quốc thôn Tòng Sành 1, xã Cốc San, bà Hiếu luôn đề cao công tác phối hợp bám sát cơ sở để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, chăm lo người nghèo, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Để thực hiện tốt các cuộc vận động, thu hút được nhân dân trong thôn, bà luôn là người kiên trì giải thích cặn kẽ ý nghĩa mọi khía cạnh của vấn đề để người dân hiểu và tích cực hưởng ứng. Cái việc đầu tiên mà tôi cần phải đưa lên hàng đầu đó là cái tinh thần trách nhiệm, và hai nữa là mình là phải là người gương mẫu trong mọi lĩnh vực cũng như là trong cuộc sống, để có niềm tin, có lòng tin với lại tất cả quần chúng nhân dân, và đặc biệt là để các cái tổ chức thành viên của ban công tác mặt trận người ta lời nói của mình nó có hiệu quả. Sự kiên trì khéo léo linh hoạt trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế và các phong trào của địa phương, bà Hiếu đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người trong thôn Tòng Sành 1, xã Cốc San có nhiều khởi sắc. Các phong trào giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được nhân dân trong thôn tham gia nhiệt tình. Cụ thể như mô hình nuôi lợn thương phẩm của gia đình ông Đoàn Văn Sơn, xuất phát điểm không vốn, không kỹ thuật. Đến nay ông Sơn đã có nguồn thu lớn hàng trăm triệu đồng từ chăn nuôi lợn. Và tất cả từ các cấp của chính quyền trong thôn xóm bà con thì tất cả là cũng hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, đều chia sẻ với nhau kinh nghiệm chăn nuôi từ khâu sản xuất con giống, chăm sóc con giống, cách chăm sóc lợn đến lúc xuất bán. Tiếp đến là mô hình chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá của hộ anh Phùng Văn Hướng. Với hơn 3 xào ruộng sau chuyển đổi, đến nay trung bình mỗi năm gia đình anh Hướng thu hoạch được 2 vụ cá, trừ các chi phí có lãi trên 100 triệu đồng một năm. Người dân sống ở đây thì rất là đoàn kết, nhà có việc, như ví dụ gia đình này có bắt cá thì mỗi nhà chúng tôi là anh em thì đi cả nhà luôn. Cái gì vướng mắc thì chúng tôi sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Chị Hiếu chị cũng rất là nhiệt tình và tâm huyết với thôn bản. Thì chị đã cùng với các ban ngành đoàn thể đã vận động nhân dân ở trong thôn tích cực tham gia, nhất là về an ninh trật tự ở thôn bản trong những năm nay là về an ninh trật tự ở trong thôn bản đã được giữ vững, và động viên nhân dân cùng tham gia tích cực để nhất là về cái phát triển chăn nuôi, để phát triển kinh tế của hộ gia đình. Với sự nhiệt tình gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của bà Hiếu và sự nỗ lực của các gia đình trong thôn, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm xuống còn 2%. Toàn thôn có 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% hộ gia đình cam kết thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, thực hiện đúng quy ước hương ước của khu dân cư.